Còn nó lột vậy? Không biết lột nè. Còn nó lột được không? Không quá quay. Tất cả mọi người, hôm nay mình thử cho con khỉ của anh mình lột viên kẹo mút này. Nó ăn được không nha? Lột viên kẹo mút. Rồi, bây giờ mình tiến hành đưa cho khỉ nè. Rồi, bây giờ mình sẽ đưa cho nó. Nó biết lột không biết? Ê, đừng được. Ủa, nó ăn không, nó ăn không? Ui trời, nó ăn kẹo luôn. Nè. Còn nó lột vậy? Không biết lột nè. Còn nó lột được không? Không quá quay, thấy vậy ta. Lột hơn Vũ lột luôn ha không? Chưa giỏi hả? Kêu. Ui dù. Có gậy đây con nhỉ? Không. Nó không có gậy răng đâu. Răng của nó chết lắm. Răng của nó như răng chào chăm không? Chúc không? Chúc với Nhi đây rồi. Nhi đây rồi. Trời ơi, giỏi không? Không, mở ra kém nó múc như người luôn. Mà nó ăn bịch đấy như tiền rồi. À, 1.000 này được. Từ từ, đừng để đếm, từ từ để cho anh ăn. Đã không? Giờ chăm xin coi thử nó cho không? Chăm xin coi thử nó cho không? Nó ăn hết rồi, nó cho cái không? Láo lắm. Rồi coi này, rồi xin coi. Dục luôn. Trời ơi, khỉ ăn kẹo. Các bạn thấy không? Khỉ biết ăn kẹo nha. Khỉ biết ăn kẹo. Rồi giờ khui bánh luôn. Khui bánh. Ờ. Màu sắc. Nhưng mà nó khui nó đổ hết ra sao? Nó kén không nổ. Quá. Chào bé. À còn mấy gì à? Đang quay con khỉ. Qua đây chơi. Mở gì à? Nhà ai đây? Ở nhà ai vậy? Qua chơi. À. Cậu đi học mà cậu đâu đó hả? Không, cậu làm thêm, học làm thêm thôi chứ cậu đâu có làm. Cậu đi học chủ yếu. Đừng, nó cắn kìa. Cắn nha. Qua chào với khỉ nè. Đi đẹp phải không? Quá, cái bịch kẹo đó đâu? À, đau quá. Đề lưng cậu đau quá. Chào ơi, ăn hết sạch bát rồi. Hết sạch bát luôn này. Nha, nó đổ vào rồi. Trời ơi. Hầu ba mua khỉ ra nhiêu vậy? Mấy trăm. 700 ngàn. Hầu mua chút xíu ở đâu lớn như vậy.